Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với lãnh đạo quận Ninh Kiều về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Năm 2021, quận Ninh Kiều được phân bổ vốn đầu tư công trên lĩnh vực xây dựng cơ bản trên 333 tỷ đồng. Quận đã phân bổ cho các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công mới và các công trình chuẩn bị đầu tư. Đến nay, một số công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng như nâng cấp mở rộng đường 3 tháng 2, cải tạo công viên sông Hậu, nâng cấp đường Trần Văn Khéo. Riêng các công trình xây dựng trường học như Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế, Tiểu học An Bình, Tiểu học Trần Quốc Toản, nâng cấp mở rộng đường Trần Phú đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, quận cũng tập trung cho việc giải ngân và đến nay đạt trên 56% kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hồng lưu ý quận từ nay đến cuối năm cần tập trung các biện pháp đảm bảo tiến độ thi công trên các công trình, triển khai đồng loạt công trình xây dựng gắn với công tác phòng chống dịch, thực hiện các biện pháp vận động nhân dân giao mặt bằng và bố trí tái định cư, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản gắn với việc kiểm tra tiến độ chất lượng công trình để giải ngân kịp thời đạt 90% theo kế hoạch.